À, vừa nãy thì chị đã tư vấn cho Thủy rồi và Thủy đã quyết định là thu thập những cái dữ liệu chỉnh nha ấy để bây giờ mình phân tích và mình lên kế hoạch. Thì bây giờ chị sẽ phân tích cho em như thế này nhá. Đầu tiên là trên cái ảnh ngoài mặt này, em nhìn đi, em nhìn vào ảnh ngoài mặt mà các anh ấy thu thập cho em này. Thì đầu tiên là về ảnh nụ cười này, mình nhìn thấy khi mà mình cười ấy thì thứ nhất là em sẽ phải cố gắng là há miệng ra một chút thì cười nó mới đỡ bị ngược, đúng không, mới nhìn được hàm trên. Và tiếp theo là vì là cái răng số 2 của em ấy nó bị thụt hẳn vào trong, thế nên là khi mà em cười mình sẽ nhìn thấy cái nụ cười của em nó hơi bị lệch một chút xíu, thì cái này là do răng thôi nhá. Tiếp theo thì trên cảnh mặt nghiêng này thì mình sẽ thấy là mình bị hô hàm dưới một chút xíu, đúng không? Đó, về cung hàm thì hàm dưới của em là tương đối là tròn đều rồi, không có cái tình trạng khớp khểnh nhiều đâu, nhưng mà hàm trên thì mình có một cái răng 2 đó mọc hẳn vào trong như thế này. Thì trong quá trình chỉnh nha, chị sẽ kéo cái răng 2 này ra cho em nhá. Khi mà chị kéo răng 2 này ra thì thứ nhất là cái đường cười của em nó sẽ cân, thứ hai là chị sẽ chỉnh cái đường giữa của mình về đường giữa mặt luôn đó, để trùng với đường giữa hàm dưới và đường giữa mặt của mình luôn. Thì khi đấy thì cái nụ cười của em nó sẽ cân ngay thôi nhá. Và tất nhiên là cái khớp cắn ngược thì chị sẽ giải cắn ngược cho mình. Tiếp theo thì mình nhìn trên cái phim này cho chị này, để giải quyết được những vấn đề đấy thì mình sẽ phải làm gì. Cái răng 2 của em bây giờ là gần như nó mọc tận vào trong cái vòm miệng, mình không nhìn thấy một chút cái khe hở nào để cho nó đi ra, đúng không? Thế nên là mình sẽ phải tạo khoảng cho một cái răng 2 ở vị trí này. Thì để tạo được khoảng thì mình sẽ làm gì? Mình sẽ phải cần có milivit. Đó, mình sẽ phải cắm vít ở đây. Cắm vít ở đây. Đó, sau đó thì mình kéo nó sang hai bên để mình tạo chỗ cho cái vị trí này. Tiếp theo là hàm dưới. Hàm dưới thì với cái mặt góc mặt nghiêng của em ấy thì có hô hàm dưới, nhưng cái hô hàm dưới này không quá nhiều, vì vậy mà chị cũng không dự phòng cho em cái vít để kéo hàm dưới nuôi sau đâu, nhưng mà chị sẽ phải dự phòng một cái vít để lún răng cửa hàm dưới, bởi vì em có khớp cắn sâu. Đó, thì để có khoảng để lún mình vẫn phải nhổ cái răng 8 này đi cho chị nhá. Cung hàm của em bây giờ em hình dung là trên cái nền xương của mình răng nó đã đều đặn như thế này rồi, nó cũng hết chỗ rồi, nó chả có cái khe nào, thì nghiễm nhiên là nó cũng không có đủ chỗ cho những cái răng 8 này đâu. Thì nếu như mà mình cứ để cái những cái răng 8 này thì sau này khi mà nó mọc lên, bởi vì bây giờ em vẫn còn trẻ, khi mà nó mọc lên rồi thì chắc chắn nó sẽ làm cho răng của mình chen chúc, hoặc nó sẽ đẩy cho răng của em chìa ra đằng trước. Đó, thì mình nhổ những răng 8 này trước đi thì nó cũng sẽ dự phòng những cái biến chứng sau này cho em nhá. Đây, trên cái phim này thì mình sẽ nhìn thấy rõ này, thứ nhất là em có khớp cắn ngược xương thật sự và kèm theo ngược răng. Chiều dài xương hàm dưới của em nó khá là dài. Thường thì những bạn khớp cắn hạng 3 thì hay như vậy, chiều dài xương hàm dưới dài. Có tình trạng khớp cắn sâu răng nữa, mình bị trồi cái răng cửa hàm dưới này, nên là chị sẽ phải lún nó xuống. Đó. Về chi phí nhá, thì thứ nhất là nhà chị như thế này, bây giờ chị sẽ chốt cho mình thì sẽ là một bộ mắc cài và 3 cái vít, đúng không? Mỗi cái vít nhà chị sẽ là 1,5 triệu. 3 cái vít sẽ là 4,5 triệu cộng với một bộ mắc cài. Thì mắc cài là do em chọn, nhà chị thì có rất nhiều mức mắc cài cho mình lựa chọn, thì bạn ấy sẽ đưa cho mình cái bảng giá và mình sẽ tham khảo. Còn những cái chi phí nhổ răng 8 thì sẽ ở ngoài gói này, sẽ không ở trong gói chỉnh nha của em đâu. Còn trong quá trình chỉnh nha mà chị phải chụp phim hay chị phải làm cái gì đó thêm thì chị sẽ không tính phí, nó ở trong gói rồi nhá. Thì mắc cài hiện tại nhà chị đang có hai dòng chính, một là mắc cài kim loại mặt ngoài, hai là mắc cài sứ mặt ngoài. Đó, trong những cái loại đấy thì nó sẽ chia ra là loại thường và loại tự buộc. Đó, và loại thường và loại tự buộc thì nó đã có một cái bảng so sánh đây, mình có thể tham khảo qua này. Em đọc đi. Đó, em nhìn hai cái hình ảnh này em có thấy nó khác không? Có khác đúng không? Đây này, đây là loại thường này. Cái này thì là mô phỏng của mắc cài kim loại nhé. Thì đây là mắc cài kim loại thường này. Mắc cài kim loại thường này thì em nhìn thấy nó có một cái chun màu hồng hồng này, thấy không? Đó. Thì thực ra cái màu chun ấy là do mình lựa chọn thôi. Nếu như mình không thích màu chun hồng thì mình có thể lấy màu chun xám. Còn màu thì nhà chị có nhiều màu lắm. Tiếp theo thì đây là loại tự buộc thì nó có cái lắp trượt này, mình nhìn thấy không? Đó, đó. Thì cái sự khác nhau là cái này thì có chun này, cái này thì không có chun này. Việc không có chun của cái mắc cài này nó sẽ làm cho răng di chuyển nó trơn tru hơn với những cơ học trượt. Còn bản chất của mắc cài sứ thì nó sẽ y như này, thường với tự buộc thì nó sẽ như này. Nó chỉ là cái chất liệu này là kim loại thì cái sứ nó sẽ là chất liệu bằng sứ thôi. Đấy, nó sẽ y như nhau. Về cái cơ học nó sẽ y như nhau, về cái sự khác nhau là nó sẽ y như nhau. Nó chỉ khác nhau về cái chất liệu thôi. Đó. Thì tùy mình lựa chọn. Ví dụ chị giả sử này, chị giả sử mình chọn mắc cài kim loại thường 24 triệu đi. Đó, thì mình cộng với 3 cái vít nữa thì nó sẽ là 24 cộng với 4,5 triệu thì nó sẽ là 28,5 triệu. Đó, đấy là gói của em. Thì cái gói này nó sẽ không thay đổi trong quá trình mình chỉnh nha trong 1,5 đến 2 năm. Đó, nó sẽ không phát sinh gì cả. Đó. Thì ví dụ như là nhà chị thì được trả góp rồi. Giả sử như hôm nay mình có gắn mắc cài thì mình sẽ thanh toán khoảng 30% của cái đó. 30% là khoảng bao nhiêu ạ? 30% của 28 triệu thì chắc nó sẽ rơi vào khoảng 7,5 đến 8 triệu gì đó.